Bà Xã Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cái cảnh bà Xã khắp toàn quốc. Trước mắt quý vị là không gian triển lãm Hải Đường, Hải Hậu năm 2024. Và hôm nay bà Xã Đức Huy đang có mặt ở đây để đưa tin cho quý vị một cuộc triển lãm quy mô và cái chất lượng ở mức khá là cao quý vị ạ. Và hôm nay là ngày khai mạc quý vị nhé. Và nhìn thấy sân triển lãm đang rất đông rồi quý vị ạ. Chỉ còn ít phút nữa thôi là diễn ra khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hải Đường lần thứ 3 năm 2024. Các thành viên trong hội ngày hôm nay cùng công tác với ông Trần Lâm để hướng Đông Đảo và các nhân dân Hải Đường nói riêng và toàn huyện Hải Hậu nói chung. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho những người thực hiện chương trình được công tác với tâm hồn của các nghệ sĩ được hòa quyện. Ngay sau đây thì những người thực hiện chương trình muốn rằng những cô gái thổi hồn vào những huyết phần cảnh thơ tạo nên triển lãm bất ngờ cây xanh thành những vần thơ hữu tình Hải Đường cảnh đẹp văn minh trưng bày cái đại xã mình tham gia hội lần ba các câu lạc bộ triển lãm rất đông quý vị. Hải Đường văn hóa vui tươi giàu từ cái cảnh mình người tài. Ủy viên ban chấp hành hội sinh cảnh Việt Nam có chủ đề
hội sinh hoạt cảnh tỉnh gia đình kính thương lễ nhân quốc gia Nguyễn Huy Thống, phó chủ tịch hội sinh hoạt cảnh tỉnh gia đình, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Nam tỉnh gia đình, kính thưa ông Trần Văn Trung, ủy viên ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh tỉnh gia đình, chủ tịch hội sinh hoạt cảnh huyện Hải Hậu, kính thưa Phạm Thế Quân, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, kính thưa các vị đại biểu khách quý, trong không khí ấm áp và quý xuân Giáp Thìn năm 2024 đang ghi luôn lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Trong đại hội đại biểu sinh hoạt cảnh xã Hải Thượng lần thứ tư nhiệm kỳ 2024-2029 được sự quan tâm chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Hải Thượng và hội sinh hoạt cảnh huyện Hải Hậu, hôm nay hội sinh hoạt cảnh xã Hải Thượng mong rằng tổ chức khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ ba năm 2024. Về dự và chỉ đạo triển lãm sinh hoạt cảnh xã Hải Thượng hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đại biểu hội tỉnh nghệ nhân Vũ Văn Bình, ủy viên ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh Việt Nam, phó chủ tịch hội sinh hoạt cảnh tỉnh Nam Định, nghệ nhân Quốc gia Nguyễn Huy Thống, phó chủ tịch hội sinh hoạt cảnh tỉnh Nam Định, chủ nhiệm câu lạc bộ Hoa Nam, công hội nghệ nhân tỉnh Nam Định, đại biểu hội viên ông Trần Văn Trung, ủy viên ban chấp hành hội sinh hoạt cảnh tỉnh Nam Định, chủ tịch hội sinh hoạt cảnh huyện Hải Hậu, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng xã Hải Thượng lần thứ ba năm 2024. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc triển lãm thành công vượt bậc. Xin trân trọng cảm ơn. Đài truyền thanh của xã nhà trong suốt một tuần lễ qua, cùng đồng hành là đài phát thanh huyện Hải Hậu, sự hiện diện của bốn kênh YouTube, đó là bonsai của Đức Huy, bonsai của Quốc Huy, bonsai của Mạng và bonsai của Bách Thuận đã trở về đưa tin. Bên cạnh sự hiện diện của toàn thể bà con nhân dân và các khán thính giả dành tình yêu trong cây cảnh, thì ngày hôm nay là xin kính chúc các vị đại đạo, đại biểu khách quý về tham dự triển lãm có một
bình của lễ đầy các lời kỷ niệm dồi dào sức khỏe gia đình an khang thịnh vượng. Chúc cuộc trưng bày triển lãm phim ảnh nghệ thuật xã Hải Đồng mở rộng lần thứ ba thành công rực rỡ. Thưa quý vị, Báo Xã Đắc Huy vừa ghi cho quý vị một cái lễ khai mạc triển lãm Hải Đường, Hải Hậu năm 2024. Và đây Báo Xã Đắc Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.